Kết quả khảo sát của hãng tin Reuters với khoảng 500 nhà kinh tế cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì tốc độ mạnh mẽ trong năm 2025 khi mà các ngân hàng trung ương lớn thực hiện một loạt đợt cắt giảm lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vững mạnh. Sự phục hồi bất ngờ khiến các nhà kinh tế nâng đáng kể dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 kể từ đầu năm, phần lớn là nhờ hiệu suất của nền kinh tế Mỹ. Lạm phát cũng đã giảm mạnh với hầu hết các ngân hàng trung ương lớn hiện đang kiểm soát áp lực giá cả ở khoảng cách gần hoặc đã đạt được mục tiêu tương ứng. Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ đạt trung bình 3,1% trong năm nay, tăng mạnh so với mức 2,6% trong cuộc thăm dò hồi tháng 1 năm 2024 và cao hơn so với mức 2,9% đưa ra trong tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầy gay cấn vào tuần tới có thể ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng khi mà các quy tắc hiện hành về thương mại có thể được điều chỉnh.